Tiếp tục series ăn gì ở Huế phần 3 cũng là phần cuối cùng. Tới Huế thì không thể bỏ qua được bánh ép, cà phê muối hay là bánh canh cá lóc. Rồi cả bún hến, cơm hến, tất cả đều được tụ tập trong clip này hết. Mình đi 3 ngày 2 đêm thì được ngày đầu nắng, còn 2 hôm sau thì mưa tầm tã. Là clip sẽ bị hạn chế vì không đi được nhiều. Món đầu tiên mà mình muốn dẫn mọi người tới trong clip này là bánh canh cá lóc O Hoa ở số 5 Điện Biên Phủ. Sợi bánh canh ở đây thì mình thấy rất khác so với mình ăn ở Hà Nội. Nó là dạng sợi giống như sợi phở, nó to bản mà nó dẹt cơ. Một bát đầy đủ như này sẽ có giá là 30k, được khoảng 4 miếng cá lóc và 1 miếng chả cua thôi. Tuy vậy thì mình thấy cái phần nước dùng của nó rất là ngon. Nó là dạng nước chứ không phải dạng sệt sệt như mình hay ăn đâu. Ăn xong bát bánh canh này thì mưa quá to không đi đâu được, thế nên là bọn mình chạy qua quán đối diện để uống cà phê muối. Mình không nhớ rõ địa chỉ đâu nhưng mà uống cái này ngon tới Huế mọi người nhất định phải thử, có 25k thôi. Nó siêu rẻ mà nó lại ngon nữa. Món này kể cả bạn nào không biết uống cà phê vẫn uống được, tại vì nó không bị đắng đâu mà nó ngọt ngọt đấy. Nó ngậy ngậy béo béo, cái lớp kem thì hơi hơi mặn một xíu. Thấy chưa, mình bảo thời tiết ở Huế bây giờ nó thất thường lắm. Đây đang là mùa mưa của Huế, thế nên là cứ mưa 10 phút lại tạnh, xong lại mưa xong lại tạnh là mình không thể đi đâu được ấy. Bạn nào mà đang có ý định đi Huế tầm này thì nên xem xét lắm. Cũng là ngồi tại cà phê muối thì bọn mình gọi cơm hến, mì hến và bún hến. Mấy món này đều được ăn cùng cái sốt cay cay ngọt ngọt, mà nó thiên về cay nhiều hơn. Mình đánh giá cái sốt ăn khá là được và ngon. Còn về phần cơm thì bị rời rạc lắm, nhưng mà tại nó rẻ có 15k một suất. Nhưng mà nếu mọi người có ăn thì mọi người nên ra tận quán chứ đừng gọi về như mình. Tại vì gọi về xong mình thấy nó mất hết cả vị ngon ấy. Hoặc cũng có thể do bọn mình chọn sai quán để ăn. Nên là nếu có ăn nhầm thì mọi người cũng thông cảm, bởi vì bọn mình là khách du lịch thôi. Ăn xong ngồi chán chê mê mệt ra thì cũng tới buổi tối. Bọn mình di chuyển tới một quán bánh mà ở đận sâu trong ngõ. Riêng cái món bánh này thì mọi người nhất định phải thử. Quán đông khách và đông ship đứng kinh khủng luôn. Đây gọi là bánh ép, nó rất ngon luôn. Gọi là bánh ép bởi vì nó được ép từ bột và trứng. Trong cách làm thì rất đơn giản đúng không? Nhưng mà ăn nó rất là rẻ và ngon. Mọi người có thể gọi cuốn sẵn hoặc là để cho mình tự cuốn như thế này. Một đĩa gồm 3 bánh 10k, được cuốn cùng rau răm, dưa chuột và nộm. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình được thử loại bánh này. Xin thề với mọi người là nó ngon xuất sắc. Ăn nó lạ mà nó bon mồm cực kỳ. Và khi ăn sẽ được chấm kèm với nước mắm pha loãng. Trông thì nó rất bình thường giản dị thôi, nhưng mà nó ngon, cực kỳ ngon luôn. Đây là quán bánh ép Huệ, mọi người cứ search Google là ra. Vẫn là con đường Điện Biên Phủ thì bọn mình qua quán Tài Phú. Địa chỉ ở số 2 Điện Biên Phủ. Để ăn nem lụi và bánh khoái. Một đĩa nem lụi như thế này là 130k, gồm 10 nem. Món này thì cũng quen thuộc với mọi người rồi, chắc hẳn ai cũng biết. Được chấm kèm với nước tương chứ không phải mắm nem đâu nhá. Nó là cái vị tương bần của mình ý, chứ không giống mấy quán mà mình hay ăn ở Hà Nội đâu. Cuối cùng là món bánh khoái của quán luôn, thì nó y chang bánh xèo mọi người ạ. Ăn cũng không khác gì bánh xèo luôn, được cái lớp vỏ giòn rụm rất ráo dầu. Nhưng mà thay vì bọn mình chấm bánh xèo với nước mắm pha loãng thì bánh khoái của quán này vẫn được chấm với nước tương.